Chương Chợ Đà Lạt thì hôm nay gọi những cái đứng dậy mẹ bảo cái túi mày chơi mỏi chân quá cho con đi xa Đà Lạt. Các bạn xin chơi cho vui nha, ăn ăn cho nó biết. Đó, còn mấy cái chén đậu mình cái chén gà hủ đang đứng trước quảng trường ha quý vị các bạn ha. Anh Bình Hotel đang quay hầu hết là khách sạn cao cao một xin sát nhau không à. Đây là con đường cái cầu thang, cái cầu thang Thế Kỷ đi xuống chợ này. Đây, đây là chợ Đà Lạt quý vị ha, chợ Đà Lạt đang là khách cứ có những cái tiền điện máy sạc điện thoại cho Đà Lạt này. Hôm nay là nhà tối thứ bảy rồi cho nên là rất là đông quý vị các bạn ơi, rất là đông so với ngày hôm qua. Con ăn tới đi, bắt đầu bia đi, con ăn tới đi, con sao con muốn ăn khoai lang hay sao con nói đi. Hả? Mèo mèo mèo. Không mèo đau quá. Nó mũi quá bên đây nữa. Ta không muốn này hả con hả? Ướng thành tổ mà qua. Thế cấp mà, qua mèo ơi. Rồi, được không? Lát đi giỏi quá, đi giỏi. Ai nữa? Chị biết không? Người ta là người ta cuốn vô để nó giữ nóng được. Còn mình để nguyên cái miếng đó. Chị thấy ớt không? Chị thấy ớt không? Ớt không? Đói. Đi mẹ con. Ăn rồi bác sĩ ra ớt lên nhân vợ. Ớt không à? Không à, đi thử miếng này đi. Miếng chỗ này. Đi ra mẹ nè. Đó là phần tuổi. Đi chơi. Đi chơi.